Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay thì Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của ông Bảy. Câu chuyện này Bảo đã từng kể qua rồi. Trong cái cuộc đời của ông Bảy thì có rất là nhiều lần ông gặp ma, bởi vì cái nghề của ông là nghề sông nước dài đầy mai đó. Có thể nay ở đồng này, ngày mai sẽ đi qua đồng khác, giăng câu, thả lưới, ban đêm, ban hôm, sống ở cái chỗ lạ thì cái việc cực khổ phải biết rồi. Với lại ông Bảy này thì ông có một cái ngón đờn này thì ông học lỏm thôi, nhưng ít nhất vẫn có thể đờn được vài bài năm ai, vài bài giọng cổ. Thì cái lúc mà cũng do cái nghề này nè, mà ở tập trước, ở những câu chuyện ma không tên, thì Bảo đã có kể một phần nào đó về ông Bảy rồi. Và hôm nay là cái phần cuối cùng ông Bảy chia sẻ câu chuyện của cuộc đời ông. Thì lần này á, với cái câu chuyện này thì nó ghê rợn hơn nhiều so với mấy câu chuyện trước đó. Thì câu chuyện này á, như Bảo đã từng giới thiệu, ông Bảy có lần gặp quỷ, và cái lần gặp quỷ này cũng có một lần ông có cứu được một mạng người nha các bạn. Bấy nhiêu lời giới thiệu thì còn bây giờ là Bảo sẽ bắt đầu ngay vào câu chuyện luôn. Cái khoảng thời gian khi mà ông Bảy cùng với vợ đó làm việc ở trong đồng và gặp cái chuyện tâm linh, rồi sau đó ông Bảy lại đi một cái nhánh sông khác và lại gặp một cái vong hồn của một cái người mê hát này nọ. Cho nên là cái vong hồn đó có thể nói là đi theo ông Bảy, nhưng cũng không có hại gì. Chỉ là đêm đêm vong hồn muốn nghe ông Bảy đờn, ông Bảy ca, rồi nó đuổi cá cho ông Bảy để ông Bảy trúng cá nhiều và phải cúng cho nó. Thì lần này ông Bảy đã khoảng 52 tuổi rồi nha các bạn. Lúc đó ông đã có con của ông đã lớn rồi đó, nhưng mà ông không cho những cái đứa con theo nghề của mình. Với lại con của ông Bảy cái thời gian đầu á thì còn đi theo ông Bảy để mà làm, nhưng mà sau này á thì có những cái việc khác, và ông Bảy cũng muốn rằng mấy đứa con của mình nó làm những cái việc khác ở trên bờ, nó ít cái sự vất vả hơn, nó ít cái sự nguy hiểm tiềm tàng hơn. Bảo xin lỗi các bạn một chút xíu, là khi đó ông Bảy 42 tuổi đó. Thì ông Bảy khi đã được 42 tuổi rồi, với cái độ tuổi này thì đã chững chạc, và cái nỗi mà niềm mà sợ ma đó thì nó từ từ nó cũng giảm bớt rồi. Và với cái tư duy của ông Bảy lúc đó thì cái chuyện mà gặp tâm linh ma cỏ nó hiện hình này nọ đối với ông không có thành vấn đề. Nhưng mà cái lần này á thì đi một cái cánh đồng xa, thì cái cánh đồng này nó có xảy ra khá là nhiều về tâm linh. Đầu tiên thì ông Bảy nhớ là bữa đó là đâu khoảng cái tầm vào giờ chiều á, thì ông Bảy mới đi là một cái luồng. Cái luồng này là rau muống và cỏ lục bình đồ nó rất là nhiều. Những cái mùa nước lên như vậy mà những cái luồng mà lục bình nhiều rồi nè, rau muống đồ nhiều, thì bảo đảm 100% thời điểm đó cá nó dữ lắm, nó dựa vô nhiều lắm. Và muốn đặt lưới trong cái khu vực đó thì phải rất là cực. Là mình sẽ dùng lưỡi hái hay hoặc là dao để mà mình cắt một đường. Cái đường này thì chiều dài ít nhất cũng phải 1,5 m. Xin lỗi các bạn, bề ngang ít nhất cũng phải 1,5 m. Còn cái chiều dài á, tùy theo cái tay lưới của mình dài hay ngắn mà mình cắt theo cái đoạn đó. Còn ông Bảy thì ông cắt cái chiều dài khoảng 100 thước, chiều ngang khoảng 2 thước. Và ông làm 3 luồng như vậy thì có nghĩa là cái ngày đầu vào cái giờ chiều á, ông làm cho tới tối. Mệt quá thì ông nghỉ. Và ông làm liên tục một ngày hôm sau nữa thì ông mới cắt được tổng cộng là 3 luồng, thì cũng đủ để giăng lưới rồi. Đến cái hôm mà cắt cái luồng xong đó thì ông mới giăng trong đó 3 tay lưới. Nhưng mà giăng ta 3 tay lưới này xong cũng còn một số tay lưới chưa giăng. Ông Bảy mới chống xuồng đi và tìm một cái đoạn nào đó thích hợp hơn để mà mình giăng. Lúc đó thì trên xuồng của ông Bảy có một cái chiếc đèn pin. Đèn giống như mỗi lần nó kêu bằng cái đèn trá đó. Thì ngoài cái chiếc đèn pin đó, ông Bảy còn có một cái đèn dầu, nhưng mà theo cách thức của những người, người ta đi làm vào ban đêm giăng câu thả lưới thì cái đèn của người ta lúc nào người ta cũng chế.
chế để làm gì? Để bao quanh xung ngoài, bao quanh bọc cái ngoài của cái chiếc đèn á, không hạn chế cái sức ánh sáng của nó ra, nhưng vẫn làm cho gió không thể nào mà thổi tắt được cái ngọn đèn. Và cái ngọn đèn đó lúc nào người ta treo á thì cũng phải treo ở giữa như cái dèm, thì giống như là cái dấu nón của một cái chữ ớ vậy đó các bạn. Thì ông treo, ông sẽ treo ở giữa, bởi vì khi treo ở giữa như vậy á thì sóng đánh nè, lắc qua lắc lại thì nó cũng không có đến đổi. Nhưng mà mình treo mà bên bìa trái hoặc phải thì nó rất là dễ đổ dầu vào bên ngoài. Lúc đó ông Bảy chống xuồng đi và theo cái định hướng của ông về cái lúc mà ông mới tới đây nè, thì ông thấy cái đoạn ở cách cái chỗ cái rào rau muống này cỡ chừng hơn cây số, thì chỗ đó đó nước nó bình, nó không có sóng đánh nhiều. Và ở cái đầu ngọn gió đó thì chỗ đó người ta có chắc những cái cây dơm mà chắc rất là nhiều các bạn, cho nên nó cản gió bớt rồi. Đặt lưới ở đây thì có thể là những cái con cá đó nó vào để mà nó tránh sóng gió bên ngoài á, thì vô đây cũng rất là ngon. Có một cái á, là buổi chiều của ngày hôm trước, của mấy ngày hôm trước á, thì ông Bảy cứ lọ mọ cố gắng rạch cái đường rau muống, rạch cái đường cả trăm thước mà bề ngang cả hai thước thì nó rất là nhiều rau muống nha các bạn. Lục bình đồ làm rất là cực, cho nên ông chỉ chú tâm vào cái việc làm cắt cái đường đó thôi. Còn cái chỗ mà có những cái đống rơm nó cản gió để ông có thể đặt lưới thì chỗ đó ông chỉ nhìn sơ qua. Hôm nay á là vào cái giờ chiều thì ông mới đi lại chỗ đó để mà dòm kỹ. Có một cái thì chỗ này tuy là nói nó im thiệt, nhưng mà dẫu sao thì có thể là những cái lúc mà nước chưa ngập lên á, thì bà con ở đây người ta có để những cái đống trà. Đống trà này thì không phải người ta để mà đặt cá, nhưng theo kiểu giống như là người ta để sẵn ngâm với nước như vậy, và đợi nữa người ta có muốn làm gì người ta làm. Bởi vậy mình đặt lưới thì mình phải tránh chỗ này ra. Bởi vì khi bình thường thì cây cối đầu nó hay hoặc là nhánh trà, nhánh bọng này nó trôi vào chỗ đó nó không có đi được. Nó sẽ tấp vào trong những cái đống tràm đó. Mà mình đặt lưới gần đó thì coi như xong cái tay lưới. Bởi vậy ông mới bước xuống nước và ông đi từ từ rồi ông lội. Theo kiểu là mình đụng chỗ nào thì mình biết, mình làm dấu chỗ đó để một hồi mình giăng lưới mình né chỗ đó ra. Cái nghề này nó rất là cực khổ. Cái ông Bảy mới làm xong hết trơn thì lúc đó nó cũng hơi trễ rồi, nó cũng đã 7 giờ tối. Thì ông mới ngồi lọ mọ trên cái chiếc xuồng của mình á, ông mới lấy cơm nguội ra rồi ông nướng khô, ông ngồi ông ăn cơm. Chứ đói quá rồi, không thể nào mà giăng lưới kịp. Có một cái lúc này ông ăn á thì ông tranh thủ ăn cho thật là nhanh, để ăn xong rồi mình sẽ bước xuống mình làm liền, chứ không có thể nào mà để trễ quá thì nó không kịp. Cái ông Bảy ông đang ngồi ông ăn như vậy thì ông thấy á là ở phía xa xa có cái đèn mà đèn trá họ chớp. Và theo như cái kinh nghiệm và cái luật của những người mà đi giăng lưới đồng khuya vào ở cái những cái vị trí xa thì người ta xi nhan với nhau, giống như bây giờ mà các bạn chạy xe trên đường á, chạy xe bốn bánh hay là xe lớn gì đó, có những cái ký hiệu, hay hoặc là đi ghe có những cái ký hiệu để báo hiệu cho cái người chung nghề với mình á. Thì cái lúc mà cái thời của ông Bảy á là đi những chỗ như vậy, làm cái nghề như vậy thì chớp nó có những cái quy định riêng. Tùy chỗ chứ không phải là chỗ nào cũng vậy nha các bạn. Nhưng mà so với những gì ông Bảy ở chỗ đó và biết được ở chỗ này á, thì cái đèn á, khi mà mình chớp á, mình chớp cái đầu tiên rồi mình tắt, có nghĩa là báo hiệu cho người ta là tôi ở chỗ này, tôi giăng lưới chỗ này, xuồng của anh có lợi gần thì anh phải tránh ra chỗ khác, bởi vì cái chỗ này là của tôi đã giăng lưới rồi. Còn họ chớp hai cái thì có nghĩa là mình có thể bơi lại gần và trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau. Có nghĩa là giống như một cái lời mời gọi vậy đó các bạn, để cùng nhau tâm sự hay hoặc là ngồi nói chuyện cho vui, rồi chia sẻ nhau những chỗ nào nhiều cá, nghề sông nước, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng đặc biệt một điều là khi mà chớp đèn ba cái hoặc là hơn thì đó là những cái trường hợp cấp bách
cần phải đến để hỗ trợ. Vì cái người chớp đèn đó, một là họ đang gặp một cái vấn đề gì đó, hai là họ đang trong cái tình trạng nguy hiểm. Có thể là bao gồm chung quy rất là nhiều, sóng gió, rồi không có đem xuồng nội du kịp, hay hoặc là trên cái lúc mà làm việc á, thì trên xuồng họ bị tai nạn gì đó, gãy tay, gãy chân, đứt tay, đứt giò, đứt cẳng gì đó, thì họ sẽ chớp từ 3 cái trở lên để nhờ cái sự trợ giúp của những cái người đồng nghiệp. Mặc dù không quen biết hay là quen biết thì họ cũng sẽ lợi để mà tiếp. Cái quy định để cho họ có thể phần nào an tâm trong cái lúc mà mình giông rủi giữa đêm. Bởi vì cái nghề này thì các bạn biết rồi, Bảo đã giới thiệu sơ rồi, nhưng mà bây giờ Bảo phải nói sơ các bạn, để cho mọi người, nhằm khi những người người ta không có nghe đó, người ta không có biết về những cái chuyện này á, thì vào cái những cái đêm hay hoặc là bất kể chỗ nào làm lụng ở trong đêm tối như vậy, thì họ cần có cái sự trợ sức với nhau. Bởi vì không ai biết cái sự cố nó xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng mà địa điểm của tôi dân ở đây thì họ biết điều với nhau, họ sẽ cách xa nhau. Chính vì cách xa nhau thì cái tiếng của họ đó, họ kêu nhầm khi họ kêu cứu á, họ kêu không có tới. Hoặc là họ bị một cái gì đó, họ đau đớn hay là bị mắc kẹt gì đó mà họ không la lên nổi, thì cái đèn á, cái đèn chá đó để họ chớp 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 á, là cái cách thức mà có thể nói là nó hiệu quả nhất. Thì lúc này ông Bảy đang ngồi ở cái xuồng của mình và thấy cái đèn đằng kia chớp. Mới ban đầu nó chớp á, thì ông không có rờm kỹ. Ông theo kiểu là suy nghĩ trong đầu á, là có người người ta chớp đèn. Chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa có thấy là cảm giác là hai lần hay ba lần. Ông mới cúi xuống ông ăn cơm, thì ông lại thấy cái đèn nó chớp lên. Thì lúc này ông mới quay mặt lại đó, ông dòm cho thiệt là kỹ. Thì ở phía xa xa đó, không có thấy là chiếc xuồng nó như thế nào, nhưng mà cái đèn nó chớp là nó chớp liên tục 5-6 cái các bạn. Chớp lên vậy rồi cái ngưng. Rồi có chừng 2-3 giây đồng hồ sau họ lại tiếp tục chớp. Chớp như vậy khoảng 5-6 cái nữa. Thì đây là một cái báo hiệu cho thấy có người cần giúp đỡ. Ông Bảy là vốn cái bản tính ông thương người rồi, ông mới bỏ cơm xuống và lật đật á, ông chống cái cây xào, ông chống xuồng, ông đâm thẳng lại đó. Tới phiên mà ông đâm thẳng lại tới chỗ gần cái chỗ đó, thì cảm giác ông càng rợn người và càng lạnh. Bảo nói như vậy cho mọi người dễ liên tưởng nha, cái khung cảnh lúc đó ở giữa một cánh đồng, nó nước nó ngập thì đương nhiên nó chống trải vậy nè các bạn. Và cái vị trí á, chớp đèn này thì nó ở gần bờ, cho nên là gần điểm đó cũng có những cái cây, cây này cây nọ rất là nhiều, nhưng mà nó gần bờ, nó vẫn nằm ở trong nước nha. Và cái khoảng cách mình độ chừng 200 thước đi, mặc dù 200 thước là có thể dòm rõ đó, nhưng mà Bảo chỉ ví dụ như vậy thôi, cái khoảng cách thì nó xa hơn, Bảo ví dụ chỉ 200 thước thôi. Thì ông Bảy á, ông đi đến khoảng 100 thước. Và khi mà ông mang cái tâm lý của một người muốn giúp đỡ người khác, thì ánh mắt của ông luôn nhìn thẳng về cái nơi đèn chớp. Thì ông thấy được là 100 thước này, ông đi nửa đường rồi, thì cái đèn nó vẫn liên tục chớp, làm cho ông càng khẳng định là có người cần giúp đỡ. Rồi ông bơi thêm khoảng 50 thước nữa, cái khoảng cách chỉ còn khoảng 50 thước, 1/4 cái đường nữa thôi là đã tới rồi. Thì lúc này á, ông mới dòm, ông thấy là có một cái người nào đó đang chới với, đang chồi hộp. Nhưng mà đặc biệt một cái điều lạ ở chỗ này là không có cái đèn chớp nữa. Và ông cũng thấy là gần chỗ người đó, cái người mà đang chồi bới cố gắng ngoi lên á, là nó có một cái gì đó giống như nó bự lắm mà nó đen. Cái khoảng cách ông không thể nào ông dòm rõ được, mặc dù ông có đèn chá đó, nhưng mà ông dội tới á, ông dội không có tới các bạn, nhưng mà ông thấy được như vậy. 200m là Bảo ví dụ nha, còn cái đoạn đường thì nó xa hơn đó. Thì lúc này chỉ còn khoảng 1/4 cái chặng đường tới chỗ cái người chớp ngoi lên đó rồi. Thì ông Bảy đã gặp người ta ngoi lên như vậy, thì ông không còn bận tâm tới cái việc là còn đèn chớp hay không. Cứu người như cứu quả mà, thì làm sao mà mình còn bận tâm lại cái chuyện mà chớp đèn. Ông mới lật đật, ông dùng hết cái sức của ông á, ông chống xuồng,
ông làm thiệt là nhanh, thiệt là nhanh, thiệt là nhanh lại, cho đến khi cái khoảng cách thực tế nó chỉ còn khoảng chừng 20 thước thì ông bất ngờ ông dòm kỹ lại thì không có một cái bóng hình nào cả. Lúc này ông Bảy mới sợ là cái người đó họ đã chìm xuống dưới nước rồi. Nhưng mà với cái vị trí gần bờ như thế này á, thì nước chỗ này dù cho nó có sâu cùng lắm chừng 1 mét mấy, gần 2 mét nước thôi. Thì có thể là cái người đó nếu mà mới chìm đó thì ông Bảy sẽ nhảy lại để mà mò, thì chắc chắn là sẽ mò được cái người đó. Thì lúc này ông bỏ luôn, ông cắm cái sào xuống một cái là ông nhảy cái đùng, ông không cuộc dây gì cả. Ông nhảy lại, ông lội gần cái chỗ đó luôn. Ông lội ngay cái vị trí mà cái người nãy mà ông cảm giác là đang ngoi ngóp lên đó. Thì cái vị trí này nó ở gần một cái giàn, giống như là bây giờ mình gọi là cái giàn giáo. Nhưng mà họ chắc á, là bằng mấy cái cây là cây tràm á các bạn. Đó, thì chắc cái tràm cũng bự bự rồi mà nghe. Cắm xung quanh vậy nhưng mà lúc này ông đâu có để ý tới đâu. Ông chỉ để ý được cái vị trí là ở gần cái chỗ mà có nhiều cái điểm đen và nó bự như vậy nè, thì cái bóng ngôi ngớp hồi nãy chỗ đó, thì bây giờ ông lặn ngay chỗ đó ông kiếm. Ông cứ cố gắng kiếm, bởi vì suy nghĩ trong đầu của ông rằng là nếu mà cái người này mới vừa chìm mình vớt lên kịp thì có thể mình cấp cứu được, chứ còn nếu như mà mình để cho nó chậm trễ hơn thì cái người đó dù cho mình vớt lên được thì họ cũng chết rồi. Chỉ mang trong đầu cái suy nghĩ đó thôi thì bắt đầu ông Bảy ông ráng ông lặn ông mò. Ông lặn ông mò như vậy là khoảng 10 phút đồng hồ các bạn, là không hề gặp. Thì bây giờ ông Bảy mới rất là mệt và ông cầm tay vào trong một cái chủ cái chàm á. Ông thở. Và chiếc xuồng của ông bây giờ do là không có người điều khiển, nhưng mà cũng may lúc này thì gió ít, nó cũng trôi là đà gần đó thôi, ông không có bận tâm. Thì ông mới suy nghĩ rằng là cái người này nếu mà mình vớt lên thì họ cũng chết. Mà sao hồi nãy mình thấy rõ ràng là cái chỗ này mà bây giờ mình mò hoài mà không thấy. Lúc đó cố gắng mò thêm 1-2 lần nữa, ông Bảy vẫn không phát hiện ra được cái gì. Thì lúc này ông mới để ý, ông mệt quá rồi, ông mới để ý tới cái chỗ mà ông dịnh vào đó, là những cái cây cột tràm khá là lớn. Cái ông mới nói ủa cái này sao giống cái vàng. Cái vàng, thì ông đang suy nghĩ như vậy, trong đầu ông đang liên tưởng tới cái hình ảnh là cái vàng khi mà vào những cái mùa nước, gia đình nào đó hay là một cá nhân nào đó họ bị tai nạn, họ chết trong cái thời gian, hay hoặc là họ bệnh hoạn chết trong cái thời gian mà nước lên như thế này nè. Thì nước nó ngập như vậy đó là đất không có chỗ để chôn các bạn. Và thường thì những lúc mà ngập nước như thế này, người ta sẽ có người chết á, người ta sẽ đặt một cái giàn giáo, rồi người ta sẽ để cái quan tài của cái người đó lên trên mặt nước, làm giàn giáo cao lên hút mặt nước, rồi họ mới để cái quan tài lên đó. Thì đây là một cách thức rất là thông dụng đối với những người miền Tây khi mà có người thân mất vào cái khoảng thời gian mà lũ lụt nó kéo tới như vậy. Thì ông Bảy ông đang suy nghĩ và trong đầu ông đang hiện lên một cái hình ảnh như vậy. Ông mới không mò nữa và lúc này ông đi sâu vào ở phía trong bờ để cho nó cạn hơn. Ông đứng thẳng lên, ông mới có thể dòm được cái cảnh vật xung quanh. Cái bây giờ ông mới bước lên trên rồi ông thấy rõ ràng các bạn, trước mặt ông là một cái giàn giáo và ở giữa cái giàn giáo đó là một cái quan tài. Nhìn tới cái cảnh tượng đó thì các bạn biết rồi, nó lạnh sống lưng hết trơn. Nãy giờ mình cứ tưởng là có người chìm, dáng lặn mò, không để ý những cái thứ xung quanh. Đến khi bước lên trên rồi thì giữa cánh đồng mà gần bờ thì cây cối nó nhiều, nó cao lớn cho nên nó không có bị ngập. Nó chỉ ngập cái thân ở dưới thôi. Và giữa một nơi chỉ có riêng một mình ông Bảy lại phát hiện ra trước mắt mình là một cái giàn giáo có quan tài. Lúc này gặp cái đó rồi ông Bảy mới giật mình. Ông mới dòm kỹ lưỡng lại thì ông dòm lên trên cái quan tài này. Cảm giác nghe, ông không thấy nghe các bạn. Thật sự ra là ông không thấy. Nhưng mà ông cảm giác và cái sự cảm nhận của ông là trên cái quan tài này có một cái người đang đứng. Và theo kiểu là dòm ông mà cười.
thoảng thoảng ông vẫn nghe được cái tiếng cười cười rất là nhỏ, còn cái hình dạng thì ông không có dòm thấy. Ông mới theo kiểu là cũng hơi ớn chứ các bạn, bởi vì vợ mình là giữa đêm ở đây, mà thông thường á, những cái chết vào trong cái mùa lũ này á, thì cái người ở sớm chợm người ta biết thì mình không nói rồi, còn những người ở xa, tâm lý của họ khi mà họ gặp cái chỗ mà có cái xác chết để trên giàn giáo chờ ngày chôn như vậy, thì đa phần họ nghĩ rằng là những cái người này chết do nước. Mà những người chết do nước là giống như kiểu là họ rất là linh, và bây giờ là thân xác của họ chưa được chôn xuống lòng đất, họ sẽ bám víu vào thân xác đó và chọc ghẹo những ai đi đường. Ông Bảy ông suy nghĩ như vậy, và tâm lý của ông Bảy cũng chung quy như vậy. Cho nên là lúc này ông tuy là ông không thấy nha, nhưng mà ông cảm giác rất là rõ ràng, y như thể là mình thấy vậy đó, con cái là không thực sự nhìn thấy thôi. Rồi ông mới dòm xuống, ông dòm xuống thì ông thấy gần đó có một cái chiếc xuồng đang gọt vào trong cái giàn giáo. Thì rất là dễ hiểu, chiếc xuồng này để làm gì, để cho những người thân á, người ta đi tới đi lui. Nhưng mà nó lạ một điểm á, thí dụ như người thân người ta đi tới đi lui thì người ta ra ngoài đây người ta cúng kiến hay là người ta đem bánh trái gì ra đó, thì người ta đi chở ngược về thì người ta phải dẫn chiếc xuồng về. Tại sao cái xuồng nó vẫn còn ở đây? Ông thấy rõ ràng cái chiếc xuồng ở đó. Thì bây giờ nè, cái chiếc xuồng này á, nó cuộn dây theo kiểu là nó cuộn cũng bình thường. Cho nên ông mới định là ngồi trên chiếc xuồng này và bơi lại chỗ cái chiếc xuồng của mình. Bởi vì lúc này là ông biết là cái chuyện tâm linh rồi, ông không dám ở dưới nước. Lỡ mà ở dưới nước rồi nó gịch giò, nó kéo giò mình sao? Phải sợ chứ các bạn. Thì ông mới đi xuống. Nhưng mà khi mà ông đi xuống, ông cũng có khắn, ông nói là tôi đi làm ban đêm ban hôm, tôi thấy là có người cần giúp đỡ tôi mới giúp, thôi đừng có chọc ghẹo tôi. Thì khi mà ông nói câu đó xong, ông mới bước xuống dưới xuồng. Rõ ràng nha các bạn, ông thấy là có chiếc xuồng cuộn vô đó. Thì mình đứng ở trên cái giàn giáo nè, và muốn bước xuống chiếc xuồng thì lúc nào cũng phải đưa cái tay gịch cái sợi dây, gịch sợi dây để cho cái mũi xuồng nó gần lại, để cái chân mình có thể bước tới. Thì lúc này ông đưa tay, ông quạng qua cái sợi dây, ông té cái đụng dưới các bạn. Cái sợi dây nó hơi xa cái tầm tay của ông, làm cho ông phải vướng người tới để mà chụp sợi dây. Thì khi mà mình nghĩ cái sợi dây nó có ở đó rồi, giống như là một cái sải tay mình đưa ra, chỉ còn cách khoảng hơn 2 tấc là mình có thể gịch cái sợi dây đó vô. Thì lúc này mình nhào nhẹ tới phía trước, mình chụp sợi dây để mà mình kéo lại. Khi mà mình chụp được sợi dây thì nó đã có cái sự mà nó cố định cái thân hình mình lại rồi, thì mình sẽ không té. Đằng này ông đưa dao ông chụp thì ông té xuống một cái đùng các bạn. Bởi vì cái sợi dây mà ông dòm thấy để mà ông chụp giữ lại đó thì hoàn toàn không có, và cũng chẳng có chiếc xuồng nào cả. Có điều ông Bảy lúc đó ông mới té xuống, ông chưa hay ra vấn đề. Ông té xuống cái bịch thì ông mới sợ. Ông sợ là kiểu tâm lý chung mà cái hồn này nó chết gì, kiểu mà nó chết nước nè. Rồi bây giờ cái xác nó nằm trên đó, rồi mình té xuống đây nó lôi dò mình sao đó. Thì ông mới lơm cơm ngồi dậy. Rồi ông mới đi vào trong cái chỗ cạn hơn, thì ông dòm lại không có chiếc xuồng đâu. Và lúc này ông nghe rõ cái tiếng cười. Cái tiếng cười như thể là nó cười, nó chọc ghẹo ông vậy đó. Và cái tiếng cười nó phát ra văng vẳng ở cái chỗ quan tài, mặc dù không dòm thấy. Và chính vì không dòm thấy này dễ làm cho người ta liên tưởng tới cái việc mà cái xác ở trong cái quan tài nó cười. Chứ nếu mà lờ dòm thấy thì nói rồi, cái vong hồn nó đứng ở trên đó. Còn bây giờ không dòm thấy và nghe văng vẳng cái tiếng cười giống như là chọc ghẹo ông, mà nó phát ra ở cái vị trí cái quan tài trên cái giàn giáo. Thì lúc này ông Bảy nói thôi kệ đi, bây giờ là không ở đây nữa. Nó làm tới độ mà mình thấy chiếc xuồng rõ ràng, vô cuộc không có. Ông ơi ráng ông đi. Ông đi trong bờ nha, không dám đi ra ngoài xa. Ông đi trong bờ. Ông đi một hồi thì tới chỗ cái chiếc xuồng của ông. Nhưng chiếc xuồng của ông bây giờ nó đang nằm ở ngoài xa. Nó cách ông độ chừng 10 thước. Thì muốn ra ngoài đó là phải lội các bạn. Và với 10 thước này bình thường thì không nói gì. Đối với những cái dân mà làm dân câu thả lưới rồi, đối với ông Bảy là nó quá bình thường. Nhưng mà bây giờ có dám bơi ra 10 thước này hay không? Ông Bảy cứ suy nghĩ hoài. Nhưng mà gió, cái hướng gió là cái hướng gió ở trong đất liền, nó gió da.
Và cái xuồng á, nếu mà mình không lội ra thì nó càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Thì ông sợ nhưng mà ông sực nhớ ra là ông còn có cái sào ông cắm hồi nãy. Và vị trí của ông là ở chỗ cái sào thì nó gần hơn, nó chỉ độ khoảng 3 thước thôi. Và với 3 thước này thì mình nhào người tới, hai ba cái sải tay là đã ra tới rồi. Ông mới nhào tới và ông chụp vào cái sào, ông giúp cái sào lên. Cái sào thì các bạn biết những cái dân mà người ta đi làm nha, cái sào nó dài lắm, ít nhất á, là cũng phải 2 mét mấy, gần 3 thước. Còn cái sào của ông Bảy thì nó độ 3 thước. Cho nên á, là ông Bảy ông chỉ cần bơi khoảng chừng 7 thước thôi, ông khều. Thì ông ráng ông làm luôn chứ biết làm sao. Thì cái lúc mà ông bơi ra nha, ông bơi ra cỡ chừng khoảng 3 thước thôi. Thì ông cắm cái sào, cắm giống như chịu lại á, thì vừa bơi vừa cắm, vừa bơi vừa cắm theo kiểu mà mình đi, theo kiểu đi bằng cái sào đó. Thì lúc này ông đi ra độ khoảng chừng 3 thước thôi thì ông cảm giác được là cái gì đang 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 cái chỗ cái dàn giáo á, làm chấm 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 chấm. Các bạn ô dòm lại là nó giống như kiểu mà có một người nó bơi theo, nó vượt ông vậy đó, mà nó bơi rất là nhanh nha. Nước thấy dâng lên một cách đàng hoàng, dâng lên rõ ràng. Nhưng lúc này thì ông Bảy ông cũng hơi quýu rồi, ông mới bơi thiệt là nhanh là chiếc xuồng của ông. Ông bơi lại tới chiếc xuồng rồi á thì ông mừng quá, một hai ông trèo lên. Ông trèo lên thì ông thấy được, nghe nó bơi sắp tới ông rồi, nó cách ông chừng kiểu bằng hai sải tay à. Thấy cái bóng đen thùi lùi nó bơi lại, quýu dò ông Bảy mới lom cộm leo lên được trên cái xuồng của mình. Leo lên xuồng rồi thì ông mới cầm cái sào á các bạn. Ông chụp cái sào, ông đánh vô cái chỗ mà nó bơi lại á, biết nó là ma rồi. Thì ông đánh một cái, thì ông đánh xuống một cái dầm, đánh thấy đánh ngay rõ ràng, đánh ngay xuống một cái dầm dở lên không có gì hết trơn. Và cái chỗ bây giờ á, là ông không có dòm nữa, ông mới chống xuồng ông đi. Thì ông chống xuồng đi lâu lâu ông liếc lại cái chỗ đó, thì cái dàn giáo đó đó nó vẫn chớp chớp nữa các bạn, ở đẳng không có cái đèn nào hết nhưng mà nó lại chớp 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 liên tục. Rồi ông Bảy là đi lại cái chỗ của mình, là không dám giăng lưới cái chỗ nãy giờ mình để ý á, là không dám luôn, thôi bỏ. Ông Bảy mới chống xuồng trở lại cái chỗ mà mình đã giăng ba cái tay lưới, do là một ngày hôm trước đã từng dọn dẹp một cái đường khoảng 100 thước ba đường rồi. Ông ở lại đó các bạn chứ không có dám đi lại gần cho đó. Thì đó là cái lần mà ông gặp rất là rõ ràng nhất. Khoảng chừng một năm mấy sau á thì ông có gặp một cái chuyện nữa, và cái chuyện này cũng gần chỗ đó luôn, cũng gần cánh đồng này luôn. Lúc đó là nước không phải là như cái đợt vừa rồi. Đợt vừa rồi là nước là đang đang lớn, đang lên trong đồng. Còn cái đợt mà một năm mấy sau ông Bảy trở lại chỗ đó, nhưng mà không phải ở gần cái vị trí mà có cái dàn giáo nha, nó ở một cách xa, thì nước lúc đó nó đang giật xuống, có nghĩa là gần hết cái mùa 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 nước lũ rồi đó. Nước đang rút từ từ xuống đó. Thì những cái lúc mà nước rút như thế này nè, đang rút từ từ xuống như thế này thì giăng lưới cực kỳ dính nhiều. Và thêm một cái nữa đó là các bạn phải tranh thủ thời gian, bởi vì nó giật trong vòng ít ngày là bắt đầu là nước nó giật nó cạn đồng là hết giăng lưới rồi. Cái đó là tới những cái việc cảm ơn những người ta bắt hôi người này nọ khác. Bởi vậy trong lúc làm vào những cái tháng như thế này thì buộc lòng phải làm cho thiệt là nhanh, kiếm cho thiệt là nhiều cá trước khi nước rút. Cái ông Bảy ông mới làm, ông đang làm ông bất kể giờ giấc luôn các bạn. Lưới thăm á, thăm hết chỗ này xong rồi đó. Có dụ có 5 tay lưới đi, mỗi tay lưới là 100 thước đi. Thăm hết 500 thước là cũng lâu à. Thì thăm xong là quay trở ngược lại tay lưới đầu thăm nữa các bạn. Bởi vì nước rút có cá nó đi dữ lắm. Lưới dính cá rất là nhiều mà mình không gỡ là nó sình. Sình lên rồi thì nó mắc một nó mắc cái giá trị của con cá. Lúc đó ông Bảy một chân thì để xuống ở dưới nước, ông đang ngồi ở ngoài cái mũi xuồng. Một chân thì để ở trên và hai tay đang cái chân ở dưới nước thì giống như là cái kiểu mà cái bánh lái gì đó ha, đẩy 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 tới. Còn cái tay á, thì đang phân lưới lên và gỡ cá. Cái lúc nào cũng vậy, người ta sẽ để cây dầm kế bên cái chỗ đó, mặc dù là đã có cái chân rồi, nhưng mà lỡ những cái trường hợp mà vào những cái dòng chảy á, cái chân mình làm không kịp thì phải có cây dầm kế bên liền. Cái thói quen, mặc dù làm trong đồng nhưng cái thói quen đó
những người sông nước người ta vẫn hay giữ. Cho nên lúc này cây dầm nó nằm gần cái chỗ của ông Bảy đang gỡ lưới. Và tư thế của ông Bảy gỡ lưới thì Bảo đã nói rồi. Một chân ở dưới nước. Đó, thì ông mới bư cái chân đó và hai tay ông gỡ cá. Thì gỡ cá có những chỗ mà cá nó dính nhẹ nhàng gỡ dễ, có những chỗ mà cá nó dính nó xà quằn xà quèo. Đó. Rồi có những khi nó dính rắn thì cực kỳ khó gỡ. Thì cái lúc này nè, ông Bảy mới đang gỡ và gỡ con cá rô trên tay á, thì ông mới dòm tới cái tay lưới mình dỡ lên cao vậy nè các bạn, mình đang gỡ như vậy thì mình sẽ dòm tới phía trước coi tay lưới phía trước của mình nó dính được bao nhiêu. Thì ông mới dòm ra phía trước cỡ chừng cách ông một thước á, ông mới thấy một con rắn nó dính vô đó. Thấy con rắn nó dính vô rồi, nó rồi mà con rắn này nó nhỏ nữa, cái giá trị nó không có, mà phải gỡ nó ra, không gỡ nó ra hư lưới. Lưới hồi đó là cái nồi cơm của mình mà. Thì cũng hơi thở dài, mà gỡ rắn thì nó sẽ lâu. Thế vậy ông Bảy mới gỡ con cá rô trên tay và gỡ thêm vài con ở gần đó nữa. Cái ông Bảy mới móc cái tay lưới ở trên đó các bạn, cái sợi dây găng ở phía trên đó, ông mới ngoéo một vòng vô cái ngón chân cái chân mà ông để ở trên đó, ông ngoéo một vòng vô đó để giữ cái vị trí lại đó. Thì lúc này cái tay của ông á mới cầm cây dầm, cầm cây dầm mới điều chỉnh cái xuồng mình cho nó giống như nó sựng lại, rồi chuẩn bị lấy cái sào cắm xuống, bởi vì gỡ lưới của con rắn á rất là khó và gỡ rất là lâu, chứ mấy lần hư lưới. Thì đang lọ mọ để mà làm cái việc đó mà chưa kịp cầm cái sào, ánh mắt của ông Bảy sẽ kiểu mà thở giống như người mà nó thấy cái chuyện mà mình giăng lưới nè, không ai muốn gặp mấy chuyện này, mà bây giờ gặp rồi á thì thở dài kiểu mà hơi ngán ngẩm. Ông ơi, quay mặt qua ông dòm theo kiểu là dòm bình thường thở dài vậy đó. Thì ông mới thấy ở gần ông á, do là cái đèn của ông á là cái đèn gỡ lưới bây giờ là ông đội trên đầu. Ông đội trên đầu. Thì ông mới quay cái đầu ngang như vậy, ông dòm thì lướt ngang một cái, ông thấy là hình như có cái gì để đập bền. Ở cách xuồng ông độ chừng 10 thước. Nhưng mà cái đèn của ông á lúc này nó cũng yếu pin rồi. Và do là ông gỡ cá gần cho nên ông không có thay pin gì cả. Gỡ cá kế bên mình nhìn nè, chứ cái đèn yếu yếu cũng được rồi, chứ phải tiết kiệm chứ, đâu thể nào mà hở pin nó ra thay pin khác. Vì như vậy mà cái ánh sáng từ trên cái đèn của ông mới dòm ra cái chỗ bập bên đó, ông dòm không có rõ. Ông dòm không rõ. Nhưng mà ông thấy rõ ràng là cái gì mình bập bên vậy trời. Cái ông mới đi ra. Ông ngừng lại, ông bỏ cái lũ lưới ở đây, ông gỡ cái chỗ ngón giò cái ông ra, ông gỡ ra, ông gỡ vừa xong thì ông quay lại, ông hết hồn mình giết các bạn. Cái đèn ông tắt. Mà thêm là cái bập bên nó lại gần rồi. Hồi nãy nó cách mười mấy thước mà mình chỉ mới quay xuống để mà gỡ cái ngón cái mình ra. Nó bập bên, nó lại cới bên rồi. Thì lúc này cái phản ứng tự nhiên của những người mà đi làm sông nước các bạn, người ta sẽ nghĩ là cá sấu. Mặc dù những cánh đồng ở miền Tây á, thì cái việc thời gian đó cũng ít có khi nào mà gặp cá sấu lắm. Nhưng mà nó đã bập bên ở gần đó mười mấy thước mà mình chỉ mới cúi xuống để mà gỡ cái sợi dây lưới quắn vào cái ngón chân cái mà quay mặt lên. Chỉ khoảng chừng 5 giây thôi. Quay mặt lên bập bên đã cới bên rồi thì ông phải sợ chứ. Ông phải giật mình. Và khi giật mình thì ông tưởng cá sấu. Trong đầu ông suy nghĩ tới chuyện cá sấu rồi thì ông chụp sẵn cái tay ông cầm cái dầm đó. Ông mới quánh xuống các bạn. Ông quánh xuống một cái dầm, ông quánh lia lịa vậy nè. Quánh lia lịa như vậy, đến độ mà cây rầm nó gãy luôn. Con cái thì cảm giác của ông đánh xuống á, là giống như ông đánh xuống nước. Và đồng thời, ông đã nhảy lên chiếc xuồng của mình rồi. Đứng dậy rồi. Và tiếp tục cầm cái dầm, cái gãy nữa, cái dầm còn nữa, cái dầm còn lại, ông cầm thủ thế. Rồi ông mới đưa cái tay xuống, ông cầm cái sào. Thì lúc này ông mới thấy là cái bập bên đó nó đã xa cái xuồng ông. Thay vì hồi nãy lại gần rồi, bây giờ nó cách xa đâu độ khoảng chừng cái chục thước. Vậy thì ông càng chắc chắn hơn nữa đó là con sấu. Chứ một cái thứ gì đó đang trôi mà ông đánh kiểu đó thì nó nếu mà nó đang trôi thì nó cũng còn cái thinh cho đó các bạn. Và mình đánh xuống mình sẽ cảm nhận được con đang này, cái bập bên nó nằm ở đằng đó. Giống như nó sợ đau gì đó, nó xích ra ngoài đó vậy đó. Cái ông Bảy á, thì lúc này ông mới lật đật, ông chạy vô cho cái xuồng, ông đứng ở giữa xuồng. Rồi ông cầm cái mắt giót.
rồi ông ơi dán ông canh hoài, ông canh nó 10 phút như vậy thì cái cặp bên đó nó vẫn còn ở vị trí đó, cũng cách cái xuồng ông 10 thước vậy đó. Thì ông mới suy nghĩ là con sấu này sao mà nó đó giờ chưa bây giờ gặp con sấu nào mà như kiểu này. Nó giống như lợi nó rình nó táp mình mà bị mình đánh rồi nó mới sợ nó thụt lùi ra mà nó vẫn bập bên ở đó để nó chờ cơ hội. Chưa bao giờ mà gặp con sấu như vậy, nhưng mà lúc này là ông Bảy ông suy nghĩ tới 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 cái việc mà sấu nó dồ á. Cho nên là phải nghĩ mọi cách để đối phó với con sấu, bản thân mình ở đây có một mình. Ông mới vô, ông gỡ cái đèn pin cho thiệt là nhanh và ông thay pin cho cái đèn, ông bật lên thì nó sáng. Thì hồi nãy là do nó hết pin thôi các bạn. Đó thì ông bật lên nó sáng. Sáng rồi ông mới đưa lên trời vậy nè, ông chớp. Chớp để cho những người ở gần đó, có người nào nếu như có gần đó người ta sẽ biết được cái giống như cái tín hiệu của ông là ông đang cầu cứu. Ông chớp như vậy xong á thì ông cũng không có đủ thời gian để mà ông dòm coi có ai lại hay không. Ông chỉ cầm cái đèn ông dọi vào cái chỗ đó, cái chỗ mà bập bên đó đó, nhưng một lần nữa ông dội tới thì lại tắt. Và cái bập bên này nó đang cố định như vậy, thấy vậy ông Bảy mới đánh liều là tay trái cầm mắt giót, ông Bảy ông thuận tay trái nha, còn tay phải á ông cầm cái cây sào. Ông nhích xuồng mình nhẹ nhẹ hơi hơi lại, gần 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 lại, và ông thấy cái đó vẫn cố định, vẫn cố định. Và cái đèn á các bạn, cái đèn mà ông dội ông để trên đầu nè, cái đèn chế ra để mà mình gỡ cá cho gần đó nha, lúc này ông cũng đã thay rồi, nó có pin rồi, nhưng mà nó vẫn không có phát sáng. Lý do thì ông không hiểu. Cho tới khi mà ông bơi lại gần 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 cái sào ông thì 3 thước, nhưng ông giữ vị trí là khoảng 4 5 thước tới cái chỗ bập bên đó, phải giữ vị trí xa hơn, và ông đang thủ thế thì lúc này ông mới lấy cái sào ông đập tới phía trước vậy nè, thì kiểu cầm cái tay đập đập tới phía trước, đập như vậy thì tóc ngang các bạn ơi, nãy giờ nó tối hù mà bây giờ cái đèn nó sáng lên, tự động nó sáng lên, và đồng thời cái bập bên nãy giờ bật cái đầu vậy các bạn. Hoảng hồn chưa các bạn? Nãy giờ mình tưởng là con sấu hay là cái gì đó mà bây giờ trời đất ơi, nó đang bập bên mà bất ngờ nó phật cái đầu lên. Nguyên một cái đầu ông Bảy nói như là cái thúng vậy đó. Tóc tai nó chèm nhẹp mà nó dài ngoằng, cái mặt nó xanh rờn luôn. Nó bật cái đầu lên các bạn. Ông chơi với mà kêu bằng ông té ra ngược cho phía sau luôn. Ông té xuống dưới xuồng luôn. Nhưng mà trong tay vẫn cầm rõ ràng, cầm 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 cái mắt rót. Cái đèn chá mà dời tay á, với lại cái đèn mà ở trên trên đầu của ổng thì còn dính nha, còn cái đèn chá mà ông chớp 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 hồi nãy á là nó rớt ra rồi. Nó chìm. Cái đèn chá hồi trước nó nặng lắm các bạn, dớt nước là nó chìm. Còn cái đèn ở trên đầu thì lúc này nè, do là ông té ngược xuống nước kìa nè, nó ngập xuống. Nó ngập xuống thì ông ngước lên, cái đèn nó tuy nữa nó vẫn còn sáng nha. Nhưng mà lúc đó ông đâu còn quan tâm tới cái đèn nữa. Ông phải dòm nó, và cái tay trái của ông thì đang cầm cái mắt giót, ông vẫn còn giữ, ông không có dám buông. Thì ông thấy cái bóng hồi nãy nó bật cái đầu lên đó các bạn, nó bật nguyên cái đầu nó lên vậy nè, thì nó đứng nó giống kiểu nó cười. Nó cười cứ bằng lanh lảnh trong đêm luôn, thì ông Bảy biết gặp nữa rồi, gặp thứ dữ nữa rồi. Ông ráng ông thiệt là nhanh, ông bò lên trên xuồng xong rồi á, ông mới lấy xuồng của ông lấy sào ông chống chống đi chỗ khác. Ông chống đi chỗ khác thì ông thấy nó cũng có bơi theo, nhưng mà bơi theo một đoạn là các bạn. Giống như thể là cái chỗ của nó ở đó rồi thì nó không có đi xa được. Lúc này cũng có mấy cái chiếc xuồng, họ thấy cái đèn chớp của ông Bảy á, họ mới đi lại, nhưng mà họ cũng còn cách một khoảng đâu có chừng mấy trăm thước lận, trăm mấy 200 thước lận. Rồi họ mới thấy như vậy, họ trên gió họ mới la lên, ô cái gì anh ơi, cái gì anh ơi. Ông Bảy cũng cố gắng là la lên để mà mình đi lại gần. Tới khi lại gần rồi ông mới kể lại cho những người này nghe. Thì những người này cũng là dân vùng khác tới, không phải là vùng bản gốc ở đây. Và khi nghe ông Bảy kể như vậy họ cũng sợ, và họ mới lại gần cái chỗ đó phụ với ông Bảy để mà cuốn lưới. Thì ông Bảy cũng cuốn lại tới cái vị trí mà hồi nãy ông gặp con rắn á các bạn. Rắn mà nó dính vô lưới rồi là mình gỡ còn khó, chứ đừng nói là nó tự thoát. Mà lọ cho nó gỡ hoài, coi hoài, coi hoài, không hề có nghĩa là ông Bảy đã bị nó che mắt. Nó làm ra cái tình huống như vậy.
rồi 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 nó hợp người này nọ, nó làm giống như kiểu bập bên để cho ông Bảy lại gần, nó phật lên. Cái kiểu đó là những người mà yếu tim, mà ta té nước ta xỉu là chết đó các bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Do là ông Bảy á, ông gan cho nên là ông mới thoát được cái nạn đó, thì đó cũng có thể nói là một cái nạn. Bởi vì nếu mà mình sợ quá đó, mình quán hồn mình té ra phía sau mình xỉu một cái là mình cả người mình ở dưới nước rồi, là mình không sống được đâu. Rồi đó là những cái lần mà ông Bảy nhớ đời nhất. Còn đây là một cái lần mà ông Bảy gặp quỷ vào khoảng năm ông Bảy 52 tuổi nha các bạn. Ông Bảy chuyến này là ông Bảy gặp quỷ luôn, và con quỷ này nó cực kỳ ghê, và cũng lần này ông cứu được một mạng người nè. Cái lần đó ông nhớ là ông đi vào một cái đồng này thì ở cách nhà ông độ cỡ là 70 mấy cây số, và đồng này đó là nước chỉ mới đang lên khoảng khoảng chừng là giống như là nước người ta xả đồng á, lên là khoảng chừng nửa tháng thôi. Và với cái khoảng thời gian nửa tháng này thì cá trong đồng á nó sẽ không có bự, và giăng lưới thì mặc dù vẫn có cá bự đó, vẫn dính đó, nhưng không có dính được cá nhiều. Cho nên là phần lớn cái thời gian á là ông Bảy á, ông có thể nói là lỡ đi đến đây rồi thì không thể nào mà quay trở về được. Cá ít thì mình ăn ít, thu nhập nó ít thôi chứ không có đánh đổi gì cả. Còn cái thời gian rảnh rỗi thì nó hơi nhiều. Lúc đó ông Bảy mới ở lại cái khu vực chỗ này, ông làm đâu được 4-5 ngày thì ông lại thấy là nếu mà cá nó nhỏ như vậy á thì sao mà đợi nó lớn không biết chừng nào, mà giăng lưới ít quá, tiền bạc không có nhiêu, mà mình làm á nhờ được có cái mùa nước, mà mùa nước làm ít á thì chẳng khác nào mấy cái mùa còn lại á nó sẽ khó khăn về kinh tế hơn. Cái ông Bảy ông ngồi ông buồn, thì trong cái lúc mà ông buồn vậy đó thì cũng có mấy chiếc xuồng câu đi qua, họ mới nói chuyện với nhau. Rồi vô tình á, thì cái ông đó không có chỉ, ông nói là ở cách đây á 10 mấy cây số, chạy theo cái đường kinh đó ông chạy vô, trong đó có cái đồng đó đó nước nó lớn là khoảng chừng 2 tháng nay rồi, cá nó bự hết rồi. Chính vì cái người này chỉ nè, ông Bảy mới mừng quá, ông Bảy mới đi vô trong đó. Thì khi đi vô trong đó thật sự là ông Bảy tìm được cái chỗ đúng như cái chỗ người ta chỉ, người ta chỉ không sai. Thì ông Bảy mới vô, vô trong đó làm, ông làm được 2 ngày đầu thì cá cũng khá là nhiều. Dân làm nghề mà, thì mình sẽ chọn cho mình những cái địa điểm mà nó tốt nhất. Ông Bảy mới dòm sâu vô phía bên kia, giống như là cái cánh đồng này là một cái chữ O đi, ông đang làm mấy bữa nay thì ông làm ở cái đầu chữ O đó, ông làm ở đây thì ông mới dòm 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 thẳng vô trong kia, thì ông thấy cái hướng trong kia là nó ngon hơn cái hướng ở cái đuôi chữ O các bạn đó, cái hướng đó. Ông thấy vậy, vào cái giờ ông rất trưa đó thì ông mới chống xuồng lại cái khu vực đó, thì ông mới thấy, ông thấy chỗ này á là nó có một cái đường kinh, nhưng mà cái đường kinh này á thì đã bị nước ngập rồi, mình nhìn qua là mình không thấy đâu, mình chỉ thấy những cái cây lớn thôi đó. Thì ở đó nó có một cái cây là kêu bằng cái cây sọp cái gì đó các bạn, nó rất là lớn nha đó. Thì cái sọp này nó lớn lắm, vợ cưới bên cái sọp này nó có 2-3 cây gáo cũng rất là lớn. Do là những cây này lớn và cao cho nên là nước đâu thể nào mà ngập được, nó chỉ ngập cái đường kênh thôi. Nó ngập cái đường kênh nghĩa là mình bước xuống ngay cái đường kênh đó đó thì độ khoảng chừng nửa thước thì sẽ đụng cái đất của đường kênh, và bây giờ nó đã ngập ngang qua rồi cho nên là chỉ nhìn thấy những cái cây trồi lội như vậy đó. Có điều thì có những cái cây như vậy nó cũng tiện lợi rất là nhiều, cây rất là lớn và nó nằm hai bên theo kiểu con kinh mà các bạn, lúc nào nó cũng có hai hai bên chứ, mà cái kinh này nó nhỏ nữa, nó cho nên là những cái cây á nó cách nhau chỉ độ khoảng chừng 3-4 thước à, mà cái tán nó quá lớn cho nó chùm qua nhau luôn, giống như thể là các bạn nhìn từ trên nhìn xuống là giống như là một cái núm vậy đó, cái núm dù vậy đó. Thì mình đem xuồng vào, mình để ở giữa hai cái hàng cây hai bên này thì mình có thể chắn được mưa gió. Mặc dù nó nằm ở giữa cái gần cuối cái chữ O, nhưng mà dẫu sao có cái những cái cây này rồi là một cái điều rất là tốt. Và gần đây địa điểm thì cũng giăng lưới cũng rất là ngon. Ông Bảy ông mới suy nghĩ, ông nói trời trời chỗ này quá im rồi, mà giờ giờ coi coi có ai hay không, nếu mà không có ai thì mình thôi, mình không có người ta rồi thì thôi, mình xin được thì xin không được mình đi chỗ khác, nhưng mà nếu mà không có người á thì mình sẽ lợi chỗ này. Bởi vì trải dài theo cái hàng cây này thì các bạn biết rồi,
khi mà những cái cây lớn nó ở gần bờ kinh đó, thì cái bộ rễ nó rất là to. Và đồng thời ở hai bên hàng cây thì ở giữa là một cái kinh. Cái kinh thì nước cho đó nó sẽ sâu và cá nó dắt lại ngủ lại cho đó. Thì ông Bảy ông vô ông ngồi chỗ trong đó ông đợi. Ông đợi đâu cỡ chừng là mấy tiếng đồng hồ ông vẫn không thấy ai ở gần cái khu vực này. Thì ông mừng quá rồi, vậy là chưa có ai vô. Có thể là dân ở đây, những cái người mà người ta làm cái nghề xông nước á, ít. Cho nên là người ta không có dành sẵn cái chỗ này. Trời ơi, ông Bảy ông hết sức mừng các bạn. Thì ông mới ở lại đó cho tới chiều. Tới chiều ông đi gỡ cá xong rồi ông về là đâu khoảng chừng 5 giờ mấy á. Ông mới nấu cơm, nấu nước, ông ăn. Ông ăn xong rồi ông mới đi. Ông đi thì lúc này ông quá tự tin rồi, bởi vì không ai lại đây dành cái chỗ này cả. Thì ông mới đi vô trong cái chỗ mà ông giăng lưới ngoài kia đó, là lần này ông gom lưới về luôn. Bởi vì cái trống nó sắt nó rất là xa, mình phải đem vô trong đây để mà mình giăng lưới gần khu vực này luôn, tại chỗ này quá ngon, dòm cá năng bóng phải biết luôn. Đó, thì ông Bảy lúc này ông mới vô ông gom lưới thì ông gom về để ông gỡ từ từ á, thì ông gom lên rất là nhanh các bạn. Từ lúc 7 giờ ông đi ông gom hết lưới là khoảng 9 giờ mấy gần 10 giờ là ông về rồi. Ông về gần tới thì mưa và mưa rất là lớn. Vào những cái mùa nước lũ mà các bạn mưa gió nó bất chợt lắm. Và mưa đêm á, là cái điều mà những cái dân người ta đi làm ở trong đây người ta sợ nhất. Mưa thì xuồng mình nhỏ mình không thể nào mình đi cuốn lưới, mà cũng may là ông Bảy ông cuốn lưới rồi. Ông cuốn hết là cái lưới rồi. Không sợ lưới mình hư. Có cái là mưa gió nè rồi là phải lo nè. Ông mới ráng ông làm cho thiệt là nhanh. Cái chiếc xuồng của ông lợi chỗ những cái cây đó và ông cuột vô. Sau khi mà cuột xong á, thì ông mới không dám căng cái mái dèm các bạn. Nếu mà giông gió nó ít á, thì mình căng cái mái dèm nó che mưa. Còn đằng này á, giông gió nó nhiều mà cái mái dèm mình cao vậy nè, nó sẽ cản gió. Và khi nó cản gió là nó sẽ làm cho cái xuồng mình rung lắc dữ lắm và giãy tóc dèm như chơi. Ông mới sụp dèm xuống và khi dập dèm xuống rồi thì cái gì để che mưa cho ông? Và lúc đó đó ông đi thì lúc nào cũng đem theo mấy cái tấm mũ các bạn. Ông ngồi xuống vậy nè, cái ông quắn. Ông quắn cái mũ xung quanh là ngồi co ro vô vậy nè, chụp cái mũ lên trên trên như cái ngồi vậy nè. Rất là cực khổ nha các bạn. Thì ông cũng ngồi vậy, mưa từ từ nó lớn hồi cái nó ngơi đi. Nó ngơi đi nhưng mà nó cũng vẫn còn cái hơi lạnh. Lúc này là mưa rồi nó ngơi nó cũng muốn tạnh rồi. Ông Bảy á vẫn là đưa cái dèm lên, chống cái dèm lên lại, nhưng ông vẫn còn quấn cái mũ đó, ông không có dám buông ra tại sợ lạnh. Ông quấn quấn như vậy mà giờ mưa nó hết rồi thì ông mới nghe là cái tiếng xào 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 trên cái cây sọp mà nó giống như kiểu là nó nhào qua cây gáo như vậy. Ông muốn nói không lẽ chồn, ông nghĩ là chồn. Ông mới bước ra khỏi chiếc xuồng mình, ông đưa mắt ông dòm lên. Ông dòm lên các bạn ơi, ông thấy các bạn. Ông thấy một cái con quỷ luôn chứ không còn ma nữa. Ông thấy nó ngồi trên á, hai cái tay nó bế con nó vuông vậy nè. Mà cái thân hình của nó nha, mặc dù dưới dòm lên nhưng mà nó kiểu mà nó hiện hình nó cho ông thấy mà. Ông thấy rõ ràng cái hình nó cỡ gấp đôi người bình thường mình vậy. Tóc tai nó xõa xuống vậy nè. Nó mặc đồ thì cũng đồ trắng thôi. Nhưng mà nó cúi cái mặt xuống nó dòm mà ổng là ổng thấy hai cái nanh nó già ngoằng các bạn. Với cái tuổi đời 52 và đã từng trải qua khá là nhiều lần gặp ma một cách ghê rợn, cho nên dù biết là mình gặp quỷ, ông Bảy vẫn cố gắng bình tĩnh. Cái nó nói chuyện với ổng luôn các bạn. Nó nói mày gan quá ha. Mày gặp tao mày không sợ hả? Lúc đó thì ông Bảy mới dòm lên thì nó mất, nó biến mất. Thì chút xíu nó hiện ra, chút xíu nó mất, nó làm vậy đó các bạn. Chứ không phải là mình dòm rõ ràng, mình nói chuyện như là một cái người sống bình thường. Và càng biến mất rồi hiện ra, biến mất rồi hiện ra càng làm cho cái nỗi sợ của mình nó tăng lên. Ông Bảy nói nếu mà cái thời điểm đó ông lúc mà 42 tuổi, không chừng ông xỉu luôn. Bởi vì cái hiện tượng này, cái con quỷ nó làm cực kỳ ghê. Chứ không phải như là những cái hiện tượng lúc trước đâu. Nó nói chuyện với ông mà giống như thể là nó muốn nhai đầu nhai xương mình vậy đó. Mà cái cảm giác nó làm cho mình sợ là dâng lên dữ lắm. Mình không có phải là cái người mà trong cái hoàn cảnh đó thì mình nghe cái lời cởi mình thấy nhẹ nhàng lắm các bạn. Chứ cái lúc đó mà mình biết quỷ rồi, cái cảm giác nó sợ làm cho ông run luôn. Ông Bảy thì ông không dám trả lời đâu các bạn. Bởi vì theo kinh nghiệm của ông,
trả lời lại nó là có khả năng bị nó bắt hồn. Cho nên ông sợ, không có trả lời. Ông im ru à nghe, ông ráng ông gồng, ông im. Thì cái lúc đó đó ông mới theo kiểu là cái người mình gặp cái cơn nguy hiểm, thì lúc nào bản thân mình ở một cái chỗ là không có ai thì phải kiếm một cái gì đó để tự vệ, giống như một cái thứ gì đó để mình bám víu vào. Thì ông Bảy ông mới đi vào trong, lúc này ông đang ngồi gần cái chỗ mà ông đợi cái mắt gió ông máng á, thì ông đã chụp cái mắt gió. Ông chụp cái mắt gió cái nó trên nó cười. Nó cười nó nói, mày đâm được tao đâu mà mày đâm. Ông Bảy cũng không có trả lời luôn, im ru ráng. Thì ông mới lọ mọ lại cái chỗ á, ông mở sợi dây ra. Cái tay thì vẫn cầm cái mắt chót vẫn liếc liếc lên dòm. Thì nó cũng lúc ẩn lúc hiện vậy đó. Nhưng mà ông không có dời cái mắt chót ông ra. Ông ngồi ông thủ thế sẵn nha. Còn cái tay á thì ông lọ mọ lại cái vị trí mà ông cuột dây lên trên cái cây gáo. Do là lúc nãy mưa giông lớn, ông cuột hơi bị chắc và cuột cả đầu xuồng và cuối xuồng. Ông ráng ông cuột vậy nó ở trên đó, nó làm hầm hừ nha các bạn. Nhưng mà do lúc này là ông ra ngoài cái mũi thì ông đã da nó khá là xa rồi. Cỡ là 5-7 thước nhìn lên rồi. Còn cái lúc á mà ông ngồi ở trong á thì nó gần hơn. Và nếu như ông da ông gỡ ở phía sau á, gỡ sợi dây ở phía sau á thì là sẽ gần nó nhất. Nghĩa là dòm lên trên đầu là nó vậy đó. Nó cách chừng 2-3 thước à, nó ngồi trên cái cây vậy đó. Ông Bảy sau khi mà ông gỡ được cái sợi dây ở cái mũi xuồng rồi, ông mới bò mới có 2-3 bò thì ông thấy nó dối từ trên cây các bạn. Nó dối cái tay xuống chỗ cái đít xuồng á, chỗ sợi dây á. Mày ra đây tao bẻ cổ mày. Bây giờ chỉ còn duy nhất cái sợi dây chỗ đó thôi. Mà nó ở đó như vậy rồi thì làm sao dám ra. Còn không gỡ ra thì làm sao mà chạy khỏi chỗ này, không lẽ bỏ xuồng chạy. Giữa cánh đồng nước mênh mông vậy mình bơi không chừng bị nó bắt còn lẹ nữa. Mình bơi chụm chụm dưới nước nó bắt mình còn lẹ nữa. Ông Bảy ông ráng ông ngồi ông ráng ông định thần ông lợi các bạn. Không trả lời nó một tiếng nào hết. Cũng không cầu xin cái gì cả. Ông cái tay ông cầm mắt giót. Rồi cái ông mới nhớ lại là trong cái chỗ đồ mà ông đem theo, ông có đem theo cái dao bằng cá đó các bạn. Nó thì ông mới lấy thêm cái dao. Ông suy tính trong đầu ông á. Cái ông mới dòm liếc liếc đó. Kiểu mà nó làm quỷ mà các bạn. Nó làm cho mình quảng hồn quảng vía, nó bắt hồn mình mà. Nó mới lấy á cái đứa con mà nó ru hồi nãy các bạn. Nó lấy nó chọi xuống các bạn. Nghe rõ cái đứa con nít nó khóc e vậy đó nha. Và nó chọi ngay xuống kế bên cái mạng xuồng của ông Bảy. Nó chọi một cái chấm xuống vậy mà thấy nước văng lên đàng hoàng. Chọi là ông Bảy giật mình. Nhưng mà cũng không quan tâm, không để ý. Bởi vì ông Bảy lúc này ông đang suy tính là ông phải chạy là ông lấy con dao ông chặt sợi dây á, để mà ông chấm xuồng đi á. Cái nó mới trên cái cây các bạn. Nó chồm cái đầu nó xuống vậy nè. Là từ trên đó nó cách ổng là, cách cái đít xuồng của ổng á là chỉ độ khoảng là 3 thước thôi. Mà nó chồm xuống nha, cái đầu nó kêu bằng cưới bên cái gần cái chỗ cái đít xuồng ổng á. Nó thọt cái tay xuống dưới nó mò con nó các bạn. Nó thọt tay xuống nó mò giống như nó mò con nó vậy. Ông Bảy ông thấy không được rồi. Ông nói con quỷ này nó quá dữ rồi. Và cái kiểu này nó đang hù dọa, nó đang làm cho ổng sợ, ổng quảng hồn, nó bắt hồn ổng. Và lần đó là cái lần đầu tiên mà sau bao nhiêu lần ông Bảy gặp những cái chuyện tâm linh mà ông có cảm giác giống như mình sẽ chết ở đây. Cái lúc đó cảm giác nó rất là lớn. Nhưng mà cái sức sống của con người mà các bạn, nó khơi dậy. Ông Bảy đêm giờ bây giờ ông cắn răng ông làm liều. Chứ bây giờ ông hết biết đường, ông không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông mới chạy ra. Ông chạy ra ông cầm cái gió ông quơ. Ông quơ nó. Ông quơ nó thì ông thấy nó rút cái tay lên các bạn. Nó rút cái tay lên nó ngồi lại trên kia. Nó dòm ông mà kiểu mà nó trợn mắt, nó làm ghê lắm. Nó nghiến răng mà kêu chẹo 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 vậy. Ông Bảy đâu có dám dòm lên đâu. Rất là sợ, mặc dù là làm liều như vậy nhưng mà không dám dòm thẳng vô mắt. Sợ lắm. Ông theo kiểu là cái suy nghĩ trong đầu ông chỉ cần chặt sợi dây thì ông chặt. Ông chặt rồi ông mới lấy cái ông chạy ra phía trước, ông ngồi mũi chứ đâu có dám ngồi vào cái đít đâu. Ông ngồi mũi á, ông mới lấy cái cây rầm. Ông bơi. Ông bơi thì ông giống như ông bơi khỏi chỗ này ông chạy mà. Ông còn bỏ quên mấy cái xào cái này cái kia chỗ đó là ông bỏ luôn chứ không dám lại gần ông lấy.
Ông bơi, ông bơi, ông bơi. Ông bơi thì ông thấy nó đứng lên cái đọt đó các bạn, nó dòm theo. Mà nó giống như kiểu là nó nghiến răng vậy đó. Xa rồi mà nghe còn chẹo 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 vậy đó. Nó đứng trên cái đọt cây cao nhất á, nó đứng, nó cái tay nó cũng bợ con vậy nè các bạn. Nó dòm. Nó dòm theo ông. Mà ông Bảy lúc này thì đâu còn mà nghĩ suy cái gì thêm nhiều nữa. Bây giờ nó thấy thoát được nó rồi, nó đứng đó nó giờ mà kiểu giống như là nó ở chỗ đó nha. Nó giống như kiểu không có đi ra hay sao á. Nó không có ra khỏi được cái chỗ của nó hay sao á. Mà nó không có rượt theo ông Bảy. Ông Bảy ông nói coi như là cái lần này ông lụm được cái mạng đi về. Thì ông mới đỡ xa cái vị trí đó. Thay vì ông trở lại cái chỗ cái đầu, cái đầu chữ O như ban đầu á. Ông dân ở khu vực đó. Ông dân như vậy là được khoảng chừng một tuần lễ. Biết là sợ nhưng mà cảnh nghèo mà các bạn phải cố gắng để mà làm để mới có tiền. Thì ông dân ở chỗ đó đâu một tuần lễ thì có một cái chiếc xuồng. Cái chiếc xuồng này thì cũng là cái dân ở chỗ khác. Cái anh này á, anh tên là Tùng. Mà lúc đó ông Bảy đâu có biết tên ảnh đâu. Anh đi cái hướng xuồng á, là anh đi ngang. Ban đầu thì anh nói chuyện với lại ông Bảy cũng một hai câu, cũng là chú ơi cũng được. Nhưng mà cái cách nói của anh này là kiểu mà cái cách sống hàng ngày của ảnh á, anh hơi ngang tàng. Mặc dù anh nói chuyện với người lớn và cái thái độ của ảnh nói chuyện á, ông Bảy cũng không có thích. Cùng là dân sông nước với nhau, thêm nữa là mình lớn tuổi rồi mà thằng này nó nhỏ tuổi, nó nói chuyện theo kiểu ngang ngang không mà các bạn. Thì ở đâu cũng vậy, cũng có người lễ phép, người không có lễ phép. Thì thôi kệ đi. Ông Bảy ông dân cho tới gần giờ chiều á, thì ông mới thấy cái cậu này nè, cậu Tùng này nè. Cậu chống cái hướng xuồng mà đi theo kiểu là đi lại cái chỗ, cái chỗ mà có cái cây sọp với lại cái cây gáo đó. Cái chỗ mà một tuần lễ trước ông Bảy đã từng thấy có quỷ. Ông Bảy ông thấy đâm thẳng cái hướng vô đó. Ban đầu ông còn nghĩ là chắc là giăng lưới đâu gần đó. Nhưng mà bây giờ ông thấy cái xuồng đâm thẳng vô đó. Ông mới tội nghiệp các bạn. Ông nói mình thì nhầm khi mình còn chịu được. Biết rằng ma quỷ thì có người họ sẽ không thấy. Có người họ nặng vía hơn. Thì cái con quỷ đó nó không có hiện hình ra để cho thấy, để cho sợ. Nhầm khi nó còn sợ ngược lại nữa. Nhưng biết đâu cái cậu này á, cậu cũng yếu vía. Rồi nó lỡ mà nó giặt cậu chết rồi sao. Ông Bảy ông mới kêu. Đó, ông kêu lớn lên rồi ông mới chống xuồng theo. Thì lúc này ông cặp kề cái xuồng với lại cái cậu Tùng này á, thì đã cách cái chỗ mà có cái sọp đó độ khoảng chừng 5-7 công đất. Ông Bảy ông mới nói là chỗ đó cháu định vô trong đó để mà nghỉ ngơi ở đó hả. Thì cái cậu Tùng này nói tôi vô đó tôi nghỉ ngơi đó. Chỗ đó tôi thấy cái cây nó cũng bự á, vô đó mà tôi nghỉ lại nhằm khi mưa gió. Trả lời ngang ngang vậy đó các bạn. Cái ông Bảy ông mới nói á, tôi biết rồi, vậy là cậu nãy cậu có nói với tôi á là cậu không phải là cái dân ở đây, thì chắc là cậu không biết nha. Tôi nói cho cậu nghe, ở chỗ đó nó có quỷ đó cậu ơi, cả tuần trước tôi thấy đó. Thôi cậu đừng có vô, cậu có gì cậu ngủ gần ở chỗ tôi nè, tôi với cậu ngủ chung cho nó vui. Thì cái người này giống như là cái kiểu cách sống của ảnh đã quen như vậy rồi thì sao không biết, nhưng mà ảnh thay vì cái lời nói của một cái người lớn tuổi, người ta nói như vậy, thí dụ như anh không tin, anh không chịu đi, thì anh có thể nói là dạ không sao đâu chú, không sao đâu bác, con ngày đây mai đó cảnh quê con quen rồi, con không sợ mấy cái đó đâu. Có chỗ đó nhầm khi mình đi để xuồng ở ngoài á thì nó bị giông gió, chỗ đó nó đỡ hơn. Con đằng này cái cậu Tùng này á, cậu nói á cỡ tôi, ông quan tâm làm gì, ông muốn lợi chỗ đó ông dành trước tôi, nói mẹ đi. Ở đó mày đặt nói chuyện tào lao tào lao. Cái cách nói này là cách nói của một cái người có thể nói là dùng hai cái chữ mắc dạy. Người ta có ý tốt nói với mình, mà đằng này lại nói ngược lại theo kiểu là xưng tôi không xưng con luôn, và đổ cho người ta là ông muốn giành chỗ với tôi. Thì đương nhiên ông Bảy sẽ nóng chứ các bạn, phải giận chứ. Ông Bảy nói, nhưng mà ông dán ông dằn lại, ông nói chú ơi, chú nhỏ tuổi hơn tôi, chú nói chuyện cho nó đàng hoàng chút xíu. Với lại á, là tôi nói với chú á, chỗ đó nó có quỷ thiệt. Tại vì mới có tại vì chưa kịp nói thêm một cái lời nào, ông im mẹ đi. Ông làm như tôi nít hả? Dụ tôi hả? Đang cho tôi đừng có vô chỗ đó, đang ông giành chỗ hả? Ông dẹp dẹp đi, đi chỗ khác đi ông già. Làm gì cỡ tôi. Cái cách sống như thế này á,
thì luôn làm cho mọi người phẫn nộ các bạn. Và ngay cả một cái người mà hay thương người như ông Bảy cũng giận. Mà tôi nói, tao nói với mày á, đàng hoàng như vậy mà mày nạt nộ tao, tao lớn tuổi đáng là tuổi cha tuổi chú mày nghe. Mà tao nói với mày như vậy đó nha, mày vô trọng á, mày dán chịu nha, đừng nói tao không báo trước. Cởi tôi, cởi tôi. Thì liên tục nói như vậy, ông Bảy cũng tức quá. Ông nói là lật có độ dằn lắm á, chứ không dằn lắm, sáng cái cây lên đầu. Xong ông mới đi xuồng chỗ khác. Cởi mày, mày không nghe cởi mày, theo kiểu vậy. Ông Bảy mới đi về. Với lại á, nóng thì nóng lúc đó thôi các bạn. Chứ kiểu mà giống như đi làm ở những chỗ xa xa như vậy nè, ai mà gây ăn quán làm gì, với lại mình có lòng tốt mà tao không nghe thôi. Thì người ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt. Thì khi ông Bảy đi những cái chỗ khác cũng có những người nhỏ tuổi hơn mà rất là biết điều biết chuyện, nói chuyện lễ phép nè, rồi nhằm khi chỉ chỗ cho ông Bảy những cái chỗ ngon chỗ tốt, nói vì ông Bảy lớn tuổi rồi, ông con nhường cho ông mấy chỗ này, thì rất là cảm động các bạn. Thì có những cái người như thế thôi, kệ đi. Thì tối đêm đó ông Bảy tuy là ông giận nhưng cứ suy nghĩ hoài. Ông nói bây giờ thằng nhỏ này nó vô trong đó biết nó có sao không trời. Cái thứ mà ngang tàn như thế này á, lỡ mà cái con quỷ á nó hợp nó bắt một cái là cái như xong. Ông Bảy cứ suy nghĩ hoài các bạn, cho đến khoảng chừng càng về tối á, càng 7-8 giờ tối thì lúc này cũng sắp tới cái giờ mà ông đi gỡ cá rồi. Nhưng mà cái trong lòng ông cứ khiến sao á, nó cứ sợ làm sao á. Ông cứ dòm bên đó hoài nhưng mà do nó xa quá. Khoảng đêm giờ ông thấy. Mà cái ông Bảy ông suy nghĩ, ông nói trời bây giờ nếu mà mình đi gỡ cá đó mà lỡ thằng nhỏ nó có sao sao trời. Tuy là nói chuyện vậy thì nói vậy nhưng mà cũng cảnh khổ cảnh nghèo với nhau. Mà dân xa xứ đi vô đây làm kiếm cá ăn như vậy á, mà bây giờ mình bỏ không vậy sao được trời. Ông cứ suy nghĩ hoài. Thì lúc đó cũng có hai chiếc xuồng, họ chạy ngang, họ nói họ có quen biết ông Bảy á, do là trước đó cũng nói chuyện xã giao với nhau. Và hai người này rất là dễ thương, một người lớn tuổi theo kiểu là cỡ là cũng là gần 50 tuổi, và một người cỡ khoảng chừng hai mấy tuổi, cũng có độ cái tuổi cái chú cái anh cậu Tùng đó thôi. Nhưng mà mấy cái người này tao nói chuyện dễ thương lắm. Thì cái người nhỏ tuổi mới nói là ông Bảy ơi, sao đi chưa dân thăm lưới nữa ông Bảy? Bộ ông Bảy mệt hả? Mệt thì con thăm giùm cho. Thì ông Bảy ông thăm lưới chưa? Thì hai người đó mới chậm lại và nói là bữa nay á là con thăm lưới sớm, tối nay con gỡ lưới rồi, mai con mới giăng. Tại giăng chỗ đó con sợ mấy cái ông mà mấy ông cào đêm á, mấy ông cào ông ruộng lưới của mình. Cái ông Bảy ông thấy vậy ông kêu vô, ông kêu vô ngồi nói chuyện chơi. Thì ông Bảy cũng nói là ông chưa thăm lưới. Thì cái anh mà dễ thương đó anh với lại cái chú kia cũng nói thôi vậy thì ba người mình đi cho vui, tối đêm nay nè tụi tôi cũng không gì đó ngủ ở đây đi, bữa nay nghỉ sớm bữa nướng mấy con cá, tôi với anh với thằng này nhậu chơi cho nó vui. Thì cái cảnh tình quê á là phải như vậy các bạn, chứ không phải là cái dạng mà ngang ngược như hồi nãy đâu. Nhưng mà lúc này ông Bảy ông mới nói, ông kể lại thì hai người này nói là mấy bữa trước là đi giăng lưới ở gần cái chỗ mấy cây đó thì cũng thấy mấy cái cây đó làm như có cái bóng gì đứng á, cũng ớn ớn sợ cho nên không dám lại gần. Thì lúc này nghe ông Bảy kể vậy á, hai người kia cũng tức nữa, nó trời thằng gì ăn nói mắc dạy vậy, thôi cởi đi ông Bảy ơi cho nó sao cởi nó. Cái ông Bảy ông mới nói là thôi con ơi, bây giờ á thì biết rằng á nó sao cởi nó, nhưng mình sống sao á cho phải, chứ mình vì cái không phải của nó mà mình thấy cái cảnh vậy mình không giúp á là mình cũng đâu có phải đâu. Thì câu nói này rất là thấm thía nha bà, nghe các bạn, bảo rất là tâm đắc cái câu nói này của ông Bảy. Tại vì người ta có người tốt người xấu, mình nhìn vô cái xấu người ta để mình xấu lại với người ta thì mình cũng như người ta thôi. Bởi vậy người ta xấu thì xấu, mình bản thân mình phải làm cho nó đúng trước đã. Thì lúc đó khi mà nói vậy xong á, thì cái ông chú kia với lại cái cậu này cũng quyết định là bước lên chiếc xuồng của cái ông chú kia. Cái xuồng của ông chú kia thì xuồng nào cũng có cái máy chạy cả, cái máy nhỏ chạy cả, nhưng mà cái xuồng của ông kia thì bự hơn. Ba người mới chắc lên đó đi chạy vô trong đó, chạy vô trong cái chỗ mà cái cậu thanh niên nó cậu đầu chồng á, vừa chạy vô đó chồng á các bạn, là thấy cái xuồng im phăng phắc, tưởng là ông ngủ đâu, lại dội đèn vô dòm vô bột mép, ông soi qua bên vậy nè các bạn, soi bột mép ra là xỉu luôn rồi đó. Mặt mày là chuẩn bị là muốn gần tím rồi đó. Thì mấy ông này mới nhào lại. Thì lúc đó là ông Bảy nói là không có thấy cái con quỷ nó xuất hiện, không thấy xuất hiện, nhưng mà thấy ông này soi bột mép vậy,
mới khiêng ông qua bên xuồng chạy đi phòng đây. Chạy trong đây thì đâu có dám ngừng ở chỗ này nữa đâu, chỗ cũ đâu, mới chạy thẳng thẳng vô nhờ bà con, nhờ bà con người ta. Nhưng mà ngộ một cái nha, nhìn thấy lúc đó ông Bảy cũng nghĩ ông này chắc sống không nổi rồi, vậy đâu mà một mép sôi ra mà kiểu mà tím tím người hết trơn rồi. Nhưng mà tới khi mà đưa cái cậu này nè vô trong cái nhà của một cái người hàng xóm, người ta sống ở đó đó, ta gần mấy đường nước á đó, đó là chạy trong đó, người ta gặp người ta cũng tiếp liền các bạn. Sớm chờ người ta 5-7 người nghe, người ta nhào ra, người ta xuống, người ta nhảy xuống nước. Ban đêm ban hôm ta đang ngủ ngơi để mà sáng ta đi làm đó, nhưng mà cũng nhào xuống nước, mình mẩy ướt nhẹm hết trơn, khiêng cái cậu này vô, cái cậu Tùng này vô, đem cậu vô tới trong nhà, mà ngộ cái đem tới trong nhà hồi tỉnh các bạn, giống như thể là con quỷ nó vô không được hay sao á, đem vô trong nhà hồi cái từ từ ông tỉnh lại mà ông kêu bằng ở cái miệng không, ông không nói được. Đâu cỡ chừng là 2-3 tiếng đồng hồ xa quá thì ông mới kể lại là ông đi vô đó, ông gặp con quỷ nó xuất hiện nó ở trên cái đọt cây á. Ông gặp cái là ông đái trong quần rồi, ông sợ quá sợ rồi. Thì ông té cái bịch xuống ngay cái chỗ cái xuồng của ông á, thì con quỷ trên nó xà xuống, nó bóp cổ ông hay sao đó. Ông nói là nó bóp cổ ông. Ông chỉ nhớ được con vậy thôi, còn ngoài ra ông không nhớ gì nữa hết. Còn cái lúc mà mọi người đưa ông về, cái lúc mà nhảy xuống xuồng á, khiêng ông vô trong nhà đó, thì ông nhớ là có cái người nào gịch ông lại, là những con quỷ nó gật ông lại hay sao á, nhưng mà nó gật không được. Vô trong nhà rồi là ông thấy là nhẹ người lại và từ từ ông tỉnh lại. Thì do là ông bị như vậy rồi mới hỏi là nhà ông ở đâu, ở đâu, thì người ta mới kè xuồng theo và đưa ông về nhà. Lúc mà trời sáng á, đưa ông về nhà kêu ông đừng ở đây làm nữa, mà ông đâu có dám ở đó làm, chú Tùng rồi đó, kêu bà cũng khóc sướt mướt nha, xin lỗi ông Bảy dữ lắm. Nhưng mà cái chú Tùng đó sau này có sửa được hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà cái chú đó chú sửa được á, thì tốt. Chứ còn mà nếu mà cái bản tính như vậy á, thì không tốt đâu. Mọi người nghe chuyện cũng nên nhớ rằng những cái bản tính như vậy là không được. Không nên tập theo những cái bản tính đó. Rồi, sau đó đó là ngay cả hai người mà làm tiếp với ông Bảy đó, và cả ông Bảy luôn, cũng hơi ớn ớn các bạn. Cho nên là họ chỉ đi chung với nhau thôi, và giăng lưới ở gần nhau, xa xa chỗ đó ra. Thì hỏi bà con người ta thì người ta nó không biết chỗ đó. Thì hồi cái lúc mà chưa có nước ngập á, thì cũng ta cũng đi làm đêm rồi đi ngang đồng ruộng chỗ đó hoài mà cũng không có gặp cái gì. Mà sau mùa nước lên lại gặp như vậy, thì đôi khi có những cái vong hồn nó quỷ á các bạn, nó đi rồi nó thấy chỗ nào nó ngủ được thì nó ngủ. Cái cũng làm xong cái mùa đó rồi đi về, thì ông Bảy á sau này ông cũng cỡ chừng 2 năm á, ông mới đi xuống dưới đó lại. Nhưng mà lần đó ông đi xuống không phải là ông giăng lưới, ông nghĩ làm cái nghề lưới rồi. Ông đi xuống dưới đó theo cái kiểu là ông có quen biết, ông đi thăm cái cậu thanh niên giấu tên này nè, với lại cái chú mà bữa đó tiếp ông Bảy đó. Thăm thì nghe nói lại là chỗ đó hết rồi, chỗ đó không có còn nữa, mà không ai gặp bị nhát nữa. Mùa nước rồi người ta cũng vô đó 3-4 chiếc xuồng, người ta ở trong đó cũng không có sao. Thì rồi, đây là kết thúc của câu chuyện. Cũng kết thúc câu chuyện mà trong cái quãng đời ông Bảy đã từng gặp rất là nhiều lần ma mị. Và những cái lần điển hình như Bảo mới kể á, thì ông nhớ ông kể cho Bảo. Còn những cái lần nhẹ nhàng khác thì ông không có kể. Rồi, câu chuyện đã kết thúc. Và qua cái câu chuyện này á, mình cũng giúp cho được một số cái kinh nghiệm gì đó. Mình sống nên biết lễ phép và hòa thuận với mọi người nó sẽ tốt hơn. Rồi, Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.